Hello, câu cá đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách buộc lưỡi câu lăn xê và gắn mồi lăn xê của mình như thế nào, và để câu chúng ta câu cá sẽ được hiệu quả hơn, dễ dính cá hơn nha các bạn. Đây là cái lò xo lăn xê của mình. Mình dùng loại mà lớn nhất nha các bạn, loại cho lăn xê hai đầu như thế này nè đó. Còn đây là cái cực xốp để chúng ta gắn vào lưỡi câu, để chúng ta cá tới ăn sẽ dễ dính cá hơn, cái nó hút vào lưỡi câu sẽ bay ra rất là nhẹ nhàng thôi. Độ dính cá sẽ cao, rất là cao nha các bạn. Còn đây là mồi, đây là mồi. Bây giờ anh đã lên men trắng như thế này nè, đó, đây là mồi ủ nha. Mồi ủ bằng chitin với cắm chim. Đó. Bây giờ mình đang có một cái khúc dù như thế này. Dù này là dù loại mà 30 mm nha các bạn. Các bạn câu lăn xê là nhớ dù càng nhỏ càng tốt, nhưng mà để cho con cá chúng ta nó tránh tình trạng nó bị nhát ăn nha các bạn. Những chỗ mà các bạn câu lên thả xuống nhiều lần rồi á, cá ta sẽ bị nhát ăn. Chúng ta sẽ nên đổi dây và đổi lưỡi nhỏ nhỏ từ từ xuống. Ví dụ các bạn câu dây 3.3 nhát quá, các bạn đổi xuống 3.0 đó, xong rồi bạn xuống 2 chấm, còn 1.5 nha các bạn. Đó, lưỡi câu cũng vậy. Là hiện tại là mình đang có cái lưỡi câu Chinu, lưỡi câu Chinu số 7. Đây là lưỡi câu Chinu số 7 nha các bạn. Đó. Và nếu các bạn câu câu nuôi cái bẫy này mà cá mà nó nhát ăn, bạn đổi xuống còn là số 6, không nuôi số 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 5, số 4, số 3 đó nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái hộp quẹt. Đây, cái hộp quẹt như thế này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy cọng dây dù 3.0 mm đây nè, các bạn dùng găng tay nè, đo hơn một gang chút cũng được, hoặc là một gang gì đó nha các bạn. Đây, các bạn sẽ đo cho mình là một gang tay, hơn một gang tay cũng được đó, khoảng bao nhiêu của dù bằng khoảng nhiêu đây các bạn, bạn gấp lại thì nó có độ cân bằng như thế này là được nè đó. Rồi các bạn đốt đó, các bạn cứ nhập vô tùy theo các bạn muốn câu lăn xê bao nhiêu lưỡi nha các bạn. Đây, bạn nhập vô bằng đốt. Lăn xê này mình sẽ câu từ 6 đến 8 lưỡi nha các bạn. Độ dính cá nó sẽ cao hơn. Và cái này mình làm lăn xê này là chỗ này của mình là cá nó rất là nhát ăn, nên mình sẽ dùng 8 lưỡi. Nó cái độ dính cá nó sẽ cao hơn một chút nha các bạn. Và tại vì cá nó nhát ăn quá rồi, cá nên thấy gặp mồi mình á, mặc dù cái mồi đó rất là hiệu quả nhưng mà cá chúng nhắc ăn thì mình cũng bó tay. Rồi giờ bạn là lấy lưỡi câu ra cho mình. Đấy, đây là câu, đây là lưỡi câu Chino số 7 nha các bạn. Nó lưỡi câu của chúng ta nó rất là sắc nè, nó có độ nghiêng qua đây một xíu nè, nó rất là sắc nha bạn. Lưỡi câu này khi bạn chỉ góc là không bao giờ bị gãy, bạn kéo rất là mạnh, tránh tình trạng cho chúng ta bị mắc lăn xê đó. Một là đứt dù, còn hai thì sẽ lưỡi tao con ta sẽ bị ngoắt hơn, ngoắt ngoài chút để người ta cái chứng vật ở dưới, nằm dưới sẽ bị tuột ra các bạn, đỡ mắc lăn xê nha đó. Vì vậy mình nên rất là thích câu cái lưỡi câu chinu này đó. Như vậy bạn câu được câu thường là một phát một, là không bao giờ mà sợ, không bao bao giờ ngoắt lưỡi câu thường, chỉ có gãy một gãy lưỡi, còn hai nữa là đứt cái cước các bạn thôi đó. Bạn dùng hai cọng dây như thế này là nó thấy không, hai hai đầu dây đầu nhập lại với mình đó, dây này. Nên là các bạn lấy lưỡi câu nè, các bạn đặt lên, đặt như vậy nha bạn, nó đặt lên nè, đặt lên nó, đặt lên. Sau đó các bạn cầm cái đầu dây lên nè, các bạn quay cho mình, quay từ 5 đến 6 vòng nha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Xong rồi các bạn dùng tay trong tay nè, bạn giữ lại, giữ 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 nhẹ lại cái đó cho đừng tuột ra, cầm cầm dây nè, bạn kéo kéo. Đây là mình làm chậm để cho các bạn dễ làm. Đây là các
cách của mình làm mà gọi là chắc chắn nhất đó. Xong rồi các bạn cũng cầm cái đầu cọng dây này, bên này luôn nè đó, bạn để nó câu xuôi theo như vậy, bạn đặt lên đó, đặt lên đó, đặt lên như vậy, bạn giữ lại với mình nó vậy nè, bạn kéo cái phần này tới đây chút xíu, bạn cũng lấy cái lừa câu của ta đặt xuôi lại ra, đặt xuôi đầu lại về nha các bạn, nó đặt xuôi rồi này, nó đặt xuôi lại, bằng dùng tay giữ cái này lại, nó là như thế này nè đó, thấy không, bạn mở ra nó tuôn liền đó, giữ lại, kéo cho nó sát vào đầu này đó, bạn cầm cái này nè, bạn quay 5 vòng, quay 6 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó, các bạn giữ lại, bạn cầm cọng lơ câu nè, bạn kéo, đó, kéo từ từ, đây là mình làm chậm cho các bạn dễ thấy nha các bạn, đó. Bạn nhập hai cái câu lại như vậy nè, bạn dùng hai ba ngón tay của ta nè, rồi các bạn kéo siết cho nó mạnh, cho nó chắc chắn nha các bạn. Rồi xong, ok, phần tiếp theo đó chúng ta chính là các bạn cầm bẻ cái này ra, bẻ đầu và dư người ra, lấy quẹt nè đó, bạn để ga thật là nhỏ lại đó, bạn đốt lên nó to lên, bạn bắp lên liền đó. Các bạn biết sao mình đốt cái đầu dư này không? Và khi các bạn kéo con cá khủng lên á, là cái cây dây nè nó sẽ bị tuột siết cái mạnh tiệt, là tới cái đầu nè nó sẽ dính vô trong cái phần này nè, không có bị tuột ra ngoài đó, để tránh tình trạng chúng ta sẽ bị mất lưỡi, bị mất cá nha các bạn. Đó, đây là cái video mình hướng dẫn cho các bạn tận tình nhất và rõ ràng và chi tiết chắc chắn nhất nha các bạn. Các bạn hãy nhớ làm theo mình nha, rất là hiệu quả cho các bạn. Đó, bạn đốt như nè, đó, quét thôi đó. Rồi xong rồi, và khi nhớ là các bạn nhập lưỡi câu vào như thế này nè, các bạn đừng nên nhập lưỡi câu bằng như thế này. Đó, bạn để cho sao le như này nè, cứu xí cho mình nè, đó, để sao le vậy đó, anh nhớ nha, không đừng nên để bằng nha, để sao le vậy nè, sao le về một xíu nè, hoặc là các bạn để trên đây xíu cũng được, nó để về nè, nó bạn nhập lại, bạn buộc đầu mày lại để gắn vào trong cái lò xo lăn xê nó. Rồi xong rồi, đây là cái lăn xê của mình nè, các bạn xỏ khẩu qua, bạn xỏ qua trong cái lỗ này nè đó, này xỏ nó qua luôn hai lưỡi dạ dạ, đơn giản các bạn, nói như vậy là xong cái lưỡi câu của ta đó. Nhớ nè, khi bạn bỏ cái đồ nó không có bằng nha, nó sẽ bị so le nha các bạn nè, nó sẽ bị so le nè, cái dài hơn cái ngắn hơn xíu nha đó. Ok các bạn, sau khi thời gian cho đợi mình đã làm xong cái 8 cái lưỡi câu lăn, lắm cái lưỡi câu lăn xe rồi các bạn ạ. Đó, mình đã gắn vô trong cái lăn xe rồi. Phần tiếp theo là các bạn lấy lưỡi câu ra cho mình. Đó, các bạn chuẩn bị mình xốp nha. Sau đó các bạn gắn hạt xốp vào trong lưỡi câu. Đó. Đó, gắn xốp vào trong lưỡi câu, gắn nhẹ cái thôi. Đó. Nó gắn nhẹ cái là được các bạn ạ. Ăn hết cho luôn 8 lưỡi luôn nha các bạn. Đó. Cái câu này chúng ta rất là sắc bén nha các bạn. Bạn hãy nên nhớ nha, đó. Các bạn mà vô tình mà có chừng sức nhẹ một cái thôi là cái câu ta nó ghim tay mình rồi. Bởi vậy cái độ mà khi ta câu cá thì nó dính rất là cao nha các bạn. Và những ai mà đang trải nghiệm cái lưỡi câu chino đỏ và size số 7 này của mình thì các bạn chắc chắn mình tin rằng các bạn sẽ biết được nó sắc bén như thế nào và câu cá sẽ như thế nào. Đấy. Bạn nên nhớ là mà các bạn câu lưỡi câu thường á, bạn nên câu xong đó. Còn lưỡi câu này dành để chúng ta câu hồ với là câu độc thôi. Chứ câu xong thì chịu không nổi đâu các bạn.
tại vì câu xong cá xong nó khác, còn câu hồi đọc cá hồi đọc nó khác các bạn ạ. Rồi như vậy là xong cái phần mà móc cái xốp đó. Đây là 8 cái lưỡi câu và có 8 cái hạt xốp vào trong lưỡi câu này, mình đã móc xong rồi nè. Giờ việc là tới việc mồi, đây là mồi của mình nè, đó đây là mồi của mình nè, đó mồi của mình nè các bạn. Thì đây là mình hướng dẫn các bạn vô trong mồi thôi đó. Các bạn để cái lăng xê vô tay mày cho mình đó, như thế này nè. Đây là cục mồi của mình nè, bằng bớt của mồi chúng ta cho nó dẻo đi. Các bạn để cái phần này lên nó lăn xe nè, để lên con mồi nè, nó lên con mồi nè, các bạn bóp vô cái đó. Khi đã dính vô như thế này rồi, các bạn đặt cái tay này dưới đây, anh đè xuống nè, bạn bóp lại, bóp mồi chúng ta lại, bóp lại đó, bóp lại đó, bóp thật là chắc cho mồi chúng ta nó kết dính lại vô trong cái lò xo. Và khi chúng ta quăng mồi ra, tránh tình trạng thì bị bỡ vỡ mồi nha các bạn. Đó các bạn nên nhớ, các bạn làm mồi càng dẻo, độ dính vừa phải, ta câu cá sẽ được ok hơn, dính bỡ nha bạn. Đó lấy lưỡi câu nè, móc ra đây nè, một lưỡi đó, móc cho ghim xuống nha bạn. À này nhẹ một cái rồi các bạn phải chèn xuống dưới chỗ này, ấn nhẹ xuống một cái đó. Nên nhớ nha, phải dùng cái chân này nè, ghim ghim xuống mồi nha, đó ghim xuống mồi nè, vậy mình đó nè nhẹ, đây là mình làm nhẹ nhàng cho các bạn dễ thấy nhất nè, dễ hiểu nhất. Đó ghim nhẹ nhàng vô đó, đây là ta luôn đó. Bạn cứ vũ nhẹ 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 nhẹ, nhẹ là lưỡi câu của ta nó sẽ tự động nó bung ra nha các bạn. Đó á, thấy chưa, vũ nhẹ nhẹ câu ta bung ra chẳng có gì hết, nó dính kệ nó, ví dụ mình nhẹ bung ra hết à. Đó nè đấy, đơn giản các bạn. Đó đấy, nè thế rồi các bạn bóp lại thêm lần nữa với mình nè, nè. Bóp lại thêm lần nữa cho mồi cho xốp ta nó dính vô trong cái phần mồi chúng ta. Tôi quăng xuống là định là khi chúng ta quăng xuống là có một phần nào đó sẽ rớt ra ngoài, vẫn ok, thì có xốp rồi bạn không phải nên sợ. Mồi chúng ta nằm chung với lại xốp, cá tới ăn hút mồi sẽ hút xốp, hút xốp sẽ có lưỡi câu, và có lưỡi câu sẽ dính cá sẽ cao hơn nha các bạn. Đó đó đơn giản thôi các bạn ha. Đó vậy thôi, vậy xong cái mồi lăn xê của ta rồi. Cái này thôi, cái ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn video này để các bạn hiểu hơn cái về bộ môn câu lăn xê của mình, và cách mình buộc lăn xê như thế nào câu cá sẽ được hiệu quả hơn. Nên nhớ lăn xê phải có lưỡi câu, đừng nên lưỡi cần dùng cái là lưỡi câu cứng, hãy dùng lưỡi câu dẻo nha các bạn. Lưỡi câu tốt, chúng ta những ai có điều kiện dùng câu tốt, những bạn không có điều kiện bạn dùng câu thường cũng được. Mà nên nhớ là cái lưỡi câu này bạn dùng một lần rồi các bạn xài khoảng cái chừng vài tháng các bạn, tệ lắm 5 tháng nó mới cùng, nó mới hư. Còn câu thường bạn dùng khoảng cái chừng 1 tháng nè, không tới. Bạn câu cái chừng lăn xê cái chừng 3 lần là bạn có thay lưỡi câu liền, lục tà đầu nha các bạn. Nên nhớ câu phải cần có hạt xốp, đây là hạt xốp nè, phải cần có hạt xốp nha các bạn, nên nhớ đó nha. Và dây dây càng nhỏ càng tốt, các bạn đừng có nên sợ đứt dây, tại vì bằng câu dây cước mà nó đâu có đâu có dây cứng bằng cái dòng dây dù 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 siêu bền này đó. Anh nên nhớ gì đó nha, dù siêu bền này thì có 3.000 một mét thôi, còn cước thì nó rẻ hơn nhiều đó. Vì vậy mình hãy dùng cái dù này mình đâm đăng xê thôi. Coi các bạn đã xem cái clip này của mình nha, các bạn nếu thấy hay thì hãy nhớ cho mình xin một like, và đừng quên bấm đăng ký nằm ở dưới nút đỏ dưới nha các bạn, bật cái chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của channel Câu Cá Là Đam Mê của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong lần sau, và mình cũng xin chúc cho tất cả các anh em và các bạn, những ai đang theo dõi kênh của mình và những anh em mới,
làm theo cách mạng của mình, câu cá sẽ được ok và hiệu quả nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.